Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong khi dư chấn từ vụ máy bay MH17 của hàng không Malaysia bị rơi tại vùng chiến sự Ukraine vẫn chưa nguôi ngoai, các nỗ lực khắc phục hậu quả và điều tra hiện trường đã bắt đầu được triển khai. Hôm qua 20 tháng 7, hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn nguồn tin được lực lượng đòi liên bang hóa ở miền đông Ukraine cho biết, lực lượng này đã tìm thấy hộp đen của máy bay MH17 gặp nạn và đưa tới Donetsk. Trong khi đó, hãng tin RIA Novosti của Nga dẫn nguồn tin từ Bộ Tình trạng Khẩn cấp Ukraine cho biết, đến chiều ngày hôm qua, các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy 196 thi thể trong tổng số 298 người thiệt mạng và bắt đầu chuyển những thi thể này về Donetsk. Trước khi có thông tin tìm thấy hộp đen, người đứng đầu lực lượng đòi liên bang hóa ở Donetsk, ông Alexander Borodai từng cam kết, nếu tìm thấy các hộp đen của chiếc máy bay xấu số thì sẽ giao chúng cho phía Nga, nhưng đã bị Moscow từ chối tiếp nhận. Tính đến chiều ngày hôm qua, các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy 196 thi thể trong tổng số 298 người thiệt mạng trên chuyến bay MH17 và bắt đầu chuyển những thi thể này về Donetsk. Các nhân viên giám sát của Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu OSCE đã kiểm tra đoàn tàu chở các thi thể nạn nhân trước khi tàu khởi hành từ thị trấn Torez gần địa điểm máy bay rơi đến Donetsk. Trước đó, đại diện của chính quyền Ukraine và các lực lượng đòi liên bang hóa ở miền đông đã đạt được nhất trí sơ bộ về việc di chuyển thi thể các nạn nhân. Phó Thủ tướng Ukraine Vladimir Grossman cho biết, sau khi đưa về Donetsk, thi thể các nạn nhân sẽ được bàn giao ngay cho các chuyên gia pháp y. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Ukraine cho biết thêm, hiện lực lượng cứu hộ mới chỉ rà soát được 95% trên tổng số diện tích 34 km² cần tìm kiếm. Lực lượng này bao gồm 20 nhân viên của bộ và khoảng 800-900 người của chính quyền tự xưng là Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Cũng trong ngày hôm qua 20 tháng 7, một máy bay của Bộ Quốc phòng Hà Lan đã tới thành phố Kharkiv, Ukraine, mang theo nhân sự và thiết bị để tiến hành nhận dạng các nạn nhân thiệt mạng. Kharkiv là nơi đặt trung tâm điều phối hoạt động khắc phục hậu quả vụ rơi máy bay và Hà Lan có 193 công dân thiệt mạng trong tổng số 298 nạn nhân. Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan Frank Timmermans cũng đã tới thành phố New York, Mỹ để chất vấn Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vụ việc này. Hà Lan muốn xây dựng trung tâm điều phối quốc tế nhằm tiến hành một cách nhanh nhất việc bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình họ, đồng thời tiến hành điều tra ngay lập tức nguyên nhân khiến máy bay rơi. Trong một diễn biến khác, hãng Malaysia Airlines ngày hôm qua 20 tháng 7 cho biết hãng này sẽ không dùng số hiệu MH17 trong các chuyến bay sau này mà đổi thành MH19 để tỏ lòng thành kính với những người thiệt mạng. Việc thay đổi này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 25 tháng 7. Tuy nhiên, Malaysia sẽ không thay đổi tần suất các chuyến bay trên hành trình này. Hiện công tác điều tra nguyên nhân gây ra thảm kịch này vẫn đang được tiến hành, trong bối cảnh các bên vẫn không ngừng đổ lỗi cho nhau. Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày hôm nay chỉ trích gay gắt việc phiến quân Ukraine tiếp tục kiểm soát hiện trường nơi máy bay MH17 bị rơi và khiến khu vực này trông như vừa trải qua một cuộc dọn vườn hơn là điều tra pháp y. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố không một ai được phép lợi dụng thảm họa rơi máy bay MH17 để đạt được mục đích chính trị ích kỷ của mình. Trong một chương trình buổi sáng trên đài phát thanh, ông Abbott cho hay một nhóm điều tra Australia gồm hơn 10 người, trong đó có cảnh sát đang có mặt tại Kiev, nhưng không thể đến được hiện trường ở đông Ukraine. Ông cho hay đề xuất tiếp cận hiện trường với chính phủ Ukraine đã có một chút tiến triển. Vẫn còn cả một chặng đường dài để mọi người có thể hài lòng với cách xử lý hiện trường hiện nay. Nó giống như một cuộc dọn vườn hơn là một cuộc điều tra pháp y. Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Australia đang đề xuất một nghị quyết ràng buộc của Liên Hiệp Quốc, yêu cầu những người đứng sau vụ việc phải chịu trách nhiệm và các nhóm vũ trang không được thay đổi tính nguyên vẹn của hiện trường. Tuy nhiên, người đứng đầu lực lượng đòi liên bang hóa Alexander Borodai đã bác bỏ ý kiến cho rằng lực lượng này đang cố gắng làm xáo trộn bằng chứng liên quan đến MH17. Hôm nay, 196 thi thể đã bắt đầu được chuyển đi khỏi hiện trường bằng tàu hỏa đến Donetsk. Chúng tôi không thể đợi lâu hơn nữa vì thời tiết rất nóng. Ở vùng này cũng có nhiều chó và động vật hoang dã. Ông Borodai khẳng định lực lượng của ông không can thiệp vào cuộc điều tra và sẽ bàn giao cả các hộp đèn máy bay. Cùng ngày trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh David Cameron, Thủ tướng Australia Tony Abbott, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh, trước khi hoàn tất việc điều tra thảm họa rơi máy bay tại miền đông Ukraine, cần phải tránh các kết luận vội vàng và những tuyên bố mang động cơ chính trị. Ông khẳng định tầm quan trọng của việc sớm bắt đầu cuộc điều tra quốc tế khách quan và toàn diện của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO về hoàn cảnh xảy ra vụ rơi máy bay. Ông Putin đảm bảo Nga sẽ làm tất cả trong khả năng của mình để cuộc xung đột ở miền đông Ukraine chuyển từ giai đoạn quân sự như hiện nay sang giai đoạn thảo luận trên bàn đàm phán theo phương pháp hòa bình và ngoại giao. Trong khi đó, ngày hôm qua, Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine xác nhận
Đoạn băng ghi âm các cuộc điện thoại giữa các tay súng phe ly khai và nhân viên tình báo quân đội Nga bàn về việc họ đã bắn hạ MH-17 là thật. Tuy nhiên, hãng tin Itatas của Nga dẫn lời một nhóm các chuyên gia cho rằng cuốn băng ghi âm này là giả mạo, không liền mạch, bị cắt ghép và được tạo ra một ngày trước khi MH-17 rơi. Các quan chức Nga cho rằng cuốn băng ghi âm này là do chính quyền Ukraine ngụy tạo nhằm có cớ đổ lỗi cho phe ly khai. Hiện tại chưa có câu trả lời xác thực về nguyên nhân khiến chiếc máy bay Boeing 777 số hiệu MH-17 của hãng hàng không Malaysia Airlines rơi ở miền đông Ukraine khiến gần 300 người thiệt mạng. Nhưng dù bị bắn rơi bởi bất cứ mục đích gì hay gặp tai nạn, thì MH-17 cũng vẫn là một thảm họa với tác động lớn tới chính trị an ninh và quan hệ giữa các quốc gia. Nó đưa lại bước chuyển giai đoạn trong diễn biến ở Ukraine trong quan hệ giữa Nga với phương Tây và giữa nước này với các phe phái ở Ukraine. Mức độ hệ lụy và hậu quả của vụ việc chỉ có thể được thấy rõ khi nguyên nhân được sáng tỏ. Hiện tại mới chỉ nhận diện được 3 tác động lớn. Thứ nhất là nguy cơ xung đột ở Ukraine dễ dàng diễn biến vượt khỏi tầm kiểm soát của các bên liên quan. Hiện không thể dự liệu được những gì có thể xảy ra nếu các bên ở Ukraine chủ trương dùng xung đột giải quyết xung đột. Thứ hai, câu chuyện ở Ukraine bắt đầu thực sự bị quốc tế hóa, không còn thuần túy là chuyện nội bộ ở nước này nữa, khi an ninh của đối tác bên ngoài bị ảnh hưởng và đe dọa. Thứ ba, quan hệ Nga và phương Tây bị xô đổ vào chiều hướng xấu đi nghiêm trọng. Phương Tây đang lợi dụng vụ việc để buộc Nga chịu trách nhiệm liên đới. Mục đích là thúc ép Nga thay đổi chính sách đối với Ukraine, hoặc ít nhất cũng tiếp tục cô lập Moscow trên dư luận quốc tế, cũng như kiếm cớ tiếp tục siết chặt, mở rộng những biện pháp trừng phạt. Chính vì những tác động này mà có bên muốn giấu và có phía phải làm sáng tỏ sự thật bằng mọi giá. Trong lúc dư luận quốc tế bị cuốn vào vòng xoáy của khủng hoảng Ukraine với đỉnh điểm là vụ rơi máy bay MH-17, nhiều vấn đề nóng khác cũng đang leo thang thành khủng hoảng. Tiêu biểu là nạn nhập cư trái phép tại Mỹ. Nhập cư luôn là vấn đề gây bất đồng ở Mỹ và cuộc khủng hoảng này đã lên đến cao trào khi cơ quan lập pháp tranh cãi với Nhà Trắng về khoản ngân sách mà chính quyền Tổng thống Barack Obama đề nghị để giải quyết vấn đề trên. Điều đặc biệt là trong thời gian qua, do những bất ổn gia tăng tại các nước Trung Mỹ, thì làn sóng nhập cư trái phép vào Mỹ, nhất là trẻ em, đã và đang có chiều hướng tăng mạnh. Tuy nhiên, giấc mộng tại xứ cờ hoa của nhiều người Honduras đã kết thúc khi vào ngày 18 tháng 7 vừa qua, Mỹ đã trục xuất 59 phụ nữ và trẻ em nhập cư bất hợp pháp và những người này đã về tới quê hương. Máy bay chở những người nhập cư trái phép vào Mỹ đã dừng chân tại thành phố đẫm bạo lực San Pedro Sula. Chạy trốn khỏi bạo lực và đói nghèo, 59 con người này đã từng được coi là may mắn được đặt chân đến Mỹ. Song họ buộc phải trở về quê nhà để đối mặt với thực tại. Những người này rất đáng thương, thực tế họ không muốn rời bỏ quê hương, song vì những điều phiền muộn, vì những đau khổ, lo lắng, chồng chất nợ nần thì họ mới phải ra đi. Nơi những người nhập cư ra đi và trở về lại là nơi họ không muốn sinh sống bởi những đợt bạo lực đẫm máu khi các băng đảng ma túy Mexico mở rộng đã tăng cao trong suốt thời gian qua. Tôi nghĩ rằng những bà mẹ nhập cư tới Mỹ bất hợp pháp, khi trở về phải tìm đến các văn phòng hỗ trợ cộng đồng để xin giúp đỡ. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ người dân tối đa có thể. Dù đã được cung cấp các đồ dùng cơ bản và được đề nghị hỗ trợ tìm việc làm, ổn định cuộc sống, song không ít người dân Honduras vẫn nung nấu quyết tâm đến Mỹ một lần nữa. Chúng tôi đã trả cho những kẻ buôn người 6.000 đô la Mỹ để được sang Mỹ. Chúng tôi trở về Honduras sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Và nếu có cơ hội, tôi sẽ vẫn sang Mỹ vào một ngày nào đó. Hầu hết người dân Trung Mỹ đến Mỹ với hy vọng thoát khỏi tình trạng nghèo đói, băng đảng, bạo lực ở quê nhà. Nhiều gia đình nghèo đã vay mượn những khoản tiền lớn nộp cho các đường dây tổ chức nhập cư bất hợp pháp để cho con vượt biên sang Mỹ. Ra đi, nhiều người Trung Mỹ chấp nhận những nguy hiểm trên hành trình với hy vọng về một cuộc sống tươi sáng hơn. Thế nhưng trên thực tế, không ít người lại phải đối mặt với sự lựa chọn đầy rủi ro, với kết thúc là bỏ mạng trên đường hoặc bị ép buộc phải hồi hương. Nhân ngày độc lập Mỹ mùng 4 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã từng tuyên bố rằng Mỹ luôn là đất nước dành cho người nhập cư. Song từ đầu năm đến nay, số trẻ em nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ đã lên tới 60.000 trẻ so với con số 6.000 trẻ của năm 2011, chủ yếu từ các nước như Honduras, El Salvador, Guatemala và Mexico. Sự tăng vọt này đã khiến ông chủ Nhà Trắng đau đầu bởi bên cạnh nguồn lực kinh tế lớn lao cũng như những giá trị lịch sử mà đối tượng nhập cư mang lại, nước Mỹ cũng chịu thêm một gánh nặng không nhỏ.
Không chỉ nội bộ Quốc hội Mỹ tranh cãi, mà dư luận trong nước Mỹ cũng có những ý kiến trái chiều đối với việc tiếp nhận hay trục xuất những người thực hiện ước mơ trở thành công dân Mỹ một cách trái phép. Một cuộc biểu tình trong im lặng bên ngoài trụ sở Văn phòng Công dân và Nhập cư Mỹ và Tòa án Nhập cư Mỹ đã diễn ra trong ngày 17 tháng 7 vừa qua. Điểm lạ lùng của nhóm người biểu tình là họ gần như không nói chuyện và chỉ đứng giơ một tay lên. Họ tới đây để phản đối quyết định của Mỹ khi trục xuất lượng trẻ em lớn như vậy. Đây là một hành động gây sự phẫn nộ, bởi thực tế gần 60.000 con người kia chỉ là những đứa trẻ, và chúng ta cần phải bảo vệ chúng. Hành động của chính phủ đang quá ích kỷ và gây tổn thương cho rất nhiều người. Maria Lizek, 21 tuổi, là người Honduras cho biết cô đến Mỹ vào tháng trước và cho rằng nước Mỹ đang tước bỏ đi quyền của cô cùng những đứa con. 10 ngày trước đây, tôi buộc phải di chuyển đến vùng biên giới cùng với những đứa con. Tại đây, giới chức có đeo cho tôi một cái vòng vào chân. Chúng tôi không chấp nhận điều này. Nhiều người dân Mỹ cho rằng việc đưa ra giới hạn nhập cư thậm chí sẽ ngăn tăng trưởng việc làm và làm nước Mỹ kém cạnh tranh hơn. Đóng góp lớn nhất của người nhập cư vào nền kinh tế Mỹ là mở ra các doanh nghiệp mới. Theo một nghiên cứu phát triển doanh nghiệp của Kauman Foundation, người nhập cư có xu hướng kinh doanh cao gấp đôi người Mỹ. Đồng thời cũng nhiều người tin rằng nền kinh tế Mỹ có thể được lợi từ các chỉ tiêu cho phép nhiều người đến Mỹ, tiêu dùng, định cư tại đây và đóng góp trực tiếp vào nền kinh tế. Dân số đông kích thích tăng trưởng kinh tế, đặc biệt tỷ lệ sinh cao giúp trẻ hóa quốc gia. Nước Mỹ có thể cần hạn chế các gói trợ cấp chính phủ, nhưng cũng cần nhiều hơn nữa người lao động để chi trả cho phúc lợi xã hội và y tế khi thế hệ thời bùng nổ dân số đã về hưu. Nhiều người nhập cư sẽ đồng nghĩa có thêm những người chia sẻ gánh nặng này. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ cho rằng số lượng người nhập cư vào đất nước quá đông đang khiến cho các khu trại tạm cư chật hẹp, thiếu thốn các dịch vụ cơ bản nhất. Đồng thời, chính phủ Mỹ lo ngại các dịch bệnh sẽ phát sinh từ các trại tạm cư và lan truyền ra khắp nước Mỹ. Do đó, trước làn sóng người nhập cư trái phép, nhất là trẻ em, đã và đang có chiều hướng gia tăng mạnh, Mỹ đã có những hành động giáo diết để ngăn chặn việc này. Theo các nhà phân tích, nguyên nhân chính của tình trạng này là thực trạng kinh tế yếu kém và tội phạm tại các nước Trung Mỹ. Chính vì vậy, ngày 19 tháng 7, Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo đã mời những người đồng cấp các nước khu vực Trung Mỹ sang Washington để thảo luận vấn đề này nhằm tìm ra biện pháp phối hợp để giải quyết tận gốc của khủng hoảng. Mới đây, trong cuộc gặp với Tổng thống El Salvador, Sanchez Seren, Tổng thống Guatemala Otto Perez Molina và Ngoại trưởng Honduras Mireva Augure tại Panama, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Trung Mỹ cùng Washington giải quyết vụ khủng hoảng di dân ngày càng trầm trọng. Mỗi năm, có hàng chục nghìn người nhập cư vào Mỹ bằng các con đường khác nhau. Chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2014, con số này đã lên tới gần 80.000 người. Chính quyền của Tổng thống Barack Obama đang phải đau đầu giải quyết bài toán giữa tăng trưởng kinh tế với an sinh xã hội, bởi người nhập cư có thể là nguồn lực khổng lồ cho nền kinh tế Mỹ, là những lá phiếu giá trị cho các cuộc bầu cử, nhưng cũng là gánh nặng không hề nhỏ đối với an ninh, phúc lợi xã hội. Đó cũng là cái giá mà những người ôm mộng tới xứ cờ hoa phải cân nhắc trước khi bắt đầu hành trình vượt biên. Tới đây, chuyện Đông chuyện Tây cũng xin được dừng lại và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.